Lượt loại nhá. Ok, giờ xin mời hai bạn này cái chỗ đây, đứng gì đây để khán giả quan sát được. Đứng gì sang bên này, đứng gì sang bên này một chút. Đứng gì sang bên này. Đứng gì sang để đằng sau còn khán giả còn chấm. Nhá, bạn nào mà nhúc nhích khi mà nhạc dừng ấy mà còn nhúc nhích được thua nhá. Ok chưa? Rồi, xin mời âm nhạc lên, thật sung lên nào. Sung lên. Sung lên. Sung lên. Gangnam Style, Gangnam Style, Gangnam Style. 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 Nhớ là không được nhúc nhích nhá, không được cười nhá. Má đá rồi, là tượng là không được cười nhá, đá không được cười nhá. Không được nói nhá. Ok chưa, nhớ nhá. Rồi, khi nào mà có nhạc thì chúng ta mới được nhảy tiếp nhá. Ok, nhạc dừng là không được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nào, cái dáng nào dáng đứng đẹp nhất đây. Xin mời khán giả của mình chọn ra nào. Đây là cái dáng gì đây, dáng như áo hồng trà sung à? Các bạn không? Đây là dáng đứng gì đây? Xin mời hỏi bạn Ánh đây là dáng đứng gì? Thượng có nói được không nhỉ? Thượng có nói không? Má đá thì có được nói không? Lại nhông nhích rồi, Ánh thua rồi nhá. Ok. Rồi Ánh đứng đằng sau, Ánh đứng đây. Ánh bây giờ sẽ là camera chạy bằng tư. Ok. Anh sẽ có nhiệm vụ đi soi các chị em khác. Ok. Nếu mà ai mà nhung nhích là thua nhá. Soi nhá, anh đi soi nhá. Ok. Bây giờ bạn ngồi đây. Bạn đang đứng trên. 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 Bắt đầu đi soi nào. Có thể Ánh có thể làm chọc cười người khác được nhưng mà không được động vào các bạn là được. Không được chạm vào. Không được chạm vào người khác, không được chạm vào các bạn. Có thể làm chọc cười để các bạn nhúc nhích nhưng mà không được động. Rồi. Ok chưa rồi, xin mời Đăng đứng lên được trước. Nào xin mời Đăng đứng lên trước nào. Đứng lên trước. Có được nói không? Bạn Nhi nói à? Bạn Nhi nói rồi, thua rồi. Đá làm gì được nói, làm gì được nói. Đấy, nào, đúng không? Đây, xin mời Vy nào tiến đứng lên trước một bước nào. Tiến lên nào. Tiến lên. Tiến lên đây, lấy này, tặng luôn này. Tặng tiền luôn này, lấy luôn. Tặng tiền luôn này, lấy đi. Đừng có lấy, đừng có lấy. Tặng tiền, thua rồi. Có tặng. Ai cho mà lấy? Ai cho mà lấy? Thế gì đây? Thế chuẩn bị bắt chuồn chuồn nào? Có phải không? Đây là bắt con gì đây? Xin mời hỏi bạn đang bắt con gì đấy? Hỏi bạn tên là gì đấy nhở? Không được nói. Tên là gì? Không được nói. Đi đâu rồi? Con cạn này đi đâu rồi? Đăng bây giờ xin mời, lát nữa xin mời Đăng lên trên nhá. Bây giờ nhá, bây giờ xin mời nhà Đăng lên. Ai nào, sập sân khấu nhau gọi chưa? Sập sân khấu chưa? Bạn này có tư thế không được, đứng như nào không được. Không thể có cái tư thế chổng mông khán giả được. Xoay người lại. Ơ. Ơ. Ơ.
chậm mới được xoay lâu lại không? Chậm mới được xoay lâu lại không? Sao? Chưa chưa nhỉ? Chưa rồi. Chưa rồi. Đấy, chậm là sao? Xoay mông ok, lại camera chạy bằng cơm nhá. Nhưng mà tiếp tục đi dài. Đấy, nhớ tượng là sao thì xoay mông lại khán giả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.